Hi, xin chào các bạn, đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series công viên khủng long. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ cố gắng làm luôn 4 loài động vật trong một tập này luôn nha các bạn ơi. Đó chính là mấy cái em chó sói mà mình đã thuần hóa từ rất là lâu rồi, nó ở phía bên này nè các bạn. Ủa đâu mất tiêu rồi? Ủa mình nhớ mình có thuần hóa mấy con chó sói. À đây các bạn ơi, tới gần nó mới hiện ra lận. Trời ơi, tôi tưởng ai dắt tụi nó đi mất tiêu rồi chứ. Đây, 4 con chó sói luôn, khá là xịn sò bạn ơi. Và cái em thứ hai mình sẽ tiến hành xây cái nơi ở cho tụi nó, đó chính là mấy cái em mèo nha bạn ơi. Rồi thì ở đây thì chắc chúng ta sẽ tiến hành xây chỗ này luôn đi ha. Cái chuồng chó thì nó có rộng quá không ta? Mình tạm xây 4 ô chỗ này thử coi. Đó, 4 ô, ở đây cũng là 4 ô các bạn ơi. Đó, chỗ này sẽ là cái cửa nha. Cái cửa thì nó cỡ này đi ha. Cái cửa chắc mình sẽ làm bằng kiến quá. Tại vì mình chắc cũng không có đóng mở làm cái gì đâu ha. Mình sẽ làm kiến ra đây luôn. Ok, chắc mình sẽ đi vào nhà mình lấy thêm kiến mới được. Trời ơi, lâu rồi tôi mới đi vô nhà lại đó. Bữa giờ toàn quanh quẩn làm việc ở ngoài thôi các bạn ơi. À, ngon lành đây. Đi vô nhà lấy kiến. Ôi, không biết mình có nấu trước kiến chưa nữa. Mình không có kiến đâu các bạn ơi. Mình không có cho nấu kiến sẵn rồi. Không biết ở trên lầu trên á thì mình có để kiến sẵn không nữa. Để mình kiểm tra thử mấy cái rương ở lầu dưới đây trước đi ha. Trong mấy cái ba lô mình, nó có kiến nè, reinforced glass. Mình có thể chia sâu cái loại kiến này ra cho nó thành kiến thường thôi. Và mình sẽ tiến hành đi chế tạo nó nha các bạn ơi. Chúng ta sẽ lấy cái ba lô chế tạo ra nè. Đây, ôi trong đây mình có khá là nhiều kiến luôn. Chúng ta sẽ kiếm những cái glass pen trước đi ha. Glass pen, những cái tấm kiến đó các bạn ơi. Đây, và mình sẽ xài cái màu gì cho mấy em cún con này đây ta. Chúng ta sẽ xài cái màu này đi quá. Màu này chúng ta có thể dùng bột xương hả? Ui, như vậy thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Mình chỉ cần lấy thêm bột xương ra là được. Bột xương hồi nãy mình có để trong đây không ta? Bột xương của tôi đâu rồi? À, mình có xương luôn nè. Không có bột xương nhưng mà có xương. Chúng ta có thể chế tạo trực tiếp luôn các bạn ơi. Đó, làm vậy cho nó nhanh đi. Rồi, cái số bột xương còn lại mình sẽ bỏ vào trong đây đi ha. Đó. Chúng ta sẽ lấy bớt đồ ra nè. Và tiến hành chế tạo những cây á. Đây là những cái white stand glass nha. Đó, ngon lành nha. Rồi, một stack trước đi. Và bây giờ mình sẽ cho nó để mà tạo những cái glass pen nha các bạn ơi. Chắc phải tầm 2 stack glass pen quá. Rồi, 2 stack là được rồi. Đây, mình sẽ lấy những cái white stand glass pen ra nè. Tên dài vậy trưởng. Vậy là chỗ này hả? Chỗ này sẽ là cái chuồng các bạn ơi. Đó. Đây sẽ là cái chuồng nha các bạn. Đây sẽ là cái cửa chuồng nè. Ôi, nhìn như vậy thì nó hơi bị lệch phải không? Mình sẽ đập ra bớt đi. Chúng ta sẽ xây chỗ này luôn đi cho nó rộng một xíu. Và phía bên này thì chúng ta sẽ dùng những cái trụ mình đã chia sổ sẵn rồi nè. Đó, nó có hình dáng nữa các bạn ơi. Như những cái trụ thời La Mã vậy á. Đó. Đây sẽ là cái cửa để đi vô cái chuồng của mấy em cún. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiến hành ốp tiếp tục nha các bạn ơi. Chắc nó sẽ là như vậy thôi. Cái chiều ngang của nó là bao nhiêu ô đây? Là 7 ô các bạn ơi. Mình nghĩ là chiều dọc mình sẽ làm 8 ô đi quá. Rồi, chỗ này là 8 ô nha. Như vậy là đủ rồi. Để chuồng cho mấy em cún mà. Nó cũng đâu có cần rộng quá đâu ha. Như vậy thì nó hơi bị vuông phải không? Rồi thêm một ô nữa đi. Đây, chỗ này luôn. Đó. Và chúng ta sẽ qua bên đây và tiếp tục. Dây mới đủ nè. Rồi, ok. Trước tiên là chúng ta đã có được một cái khung rồi nè. Cái khung này thì mình sẽ ốp như thế này đi. Cho nó dày cái tường cái đã. Với lại nó sẽ che đi cái trụ này đi nha các bạn ơi. Chuồng cho cún con. Đây. Chắc mình sẽ xây theo cái kiểu hình tam giác chỗ này quá. Đó,
Con này sẽ là hình tam giác nha các bạn ơi. Và chỗ này thì chúng ta ốp kiểu như thế này ha. Đó, kiểu như vậy đi. Chỗ này thì mình sẽ dùng những cái mình định dùng những cái block reinforced glass luôn. Nhưng mà thôi chắc mình sẽ dùng lại cái loại glass pen này đi ha. Đó, như vậy nhìn cũng được mà. Rồi, cái mặt đối diện thì cũng y chang như vậy thôi các bạn ơi. Đây rồi. Thế là chúng ta đã xong thêm một mặt nữa rồi. Ngon lành cành đào luôn rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành ốp phần mái cho tụi nó đi ha. Mình sẽ dùng những cái block thạch anh thôi. Những cái khối thạch anh là được rồi. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục dùng luôn những cái cầu thang nè, bằng gỗ keo để mà tạo cái phần mái cho nó nha. Đây sẽ là cái phần mái các bạn ơi. Phần mái nó sẽ như thế này. Như vậy thì nó bị bự quá không? Chắc cũng không sao đâu ha. Gì đi? Ây da, lộn. Lộn nữa. Gì mới đúng nè. Ủa? Chết rồi, chỗ này phải xoay qua như thế này mới được nè các bạn ơi. À, bên này cũng như vậy luôn. Và cái phần bên này chắc mình cũng sẽ nối lại bằng những cái block thạch anh thôi. Ok. Giờ chúng ta phải tiến hành xây phần trên cao nữa nè. Hơi bị cực khổ một xíu, nhưng mà không sao các bạn. Rồi chúng ta sẽ teleport lên cao đi, để mà xây cho nó lẹ nè. Lên trên cao thì chỗ này ha. À đâu? Đây chỗ này. Đây các bạn ơi, đó, dày mới được nè. Đó, chúng ta sẽ tạo luôn cái phần mái nè. Ây da, qua bên đây chúng ta sẽ tạo tiếp cái phần mái tiếp tục nha. Vẫn là phần mái đi thôi. Chúng ta đập bỏ bớt những cái block mà nó bị xây sai đi. Ây da, rồi xong. Rớt xuống dưới luôn rồi. Đó, thì cái máy nó sẽ như thế này nha các bạn ơi. Đây là cái máy để mà che mưa che nắng cho mấy em cún con của chúng ta nè. À, ngon lành luôn. Mình sẽ lên cao và xây tiếp nha các bạn ơi. Chúng ta sẽ tạm xây như thế này trước đi. Ấy da, tự nhiên đập bể của tôi. Đây, tiếp tục cái phần máy bên này. Và phần máy bên này cũng như vậy luôn nha các bạn ơi. Máy 3 lớp. À, hay là chúng ta sẽ thêm một lớp nữa ta. Thêm một lớp như thế này nữa. Như vậy thì nó có bị cao quá không nhờ. Để mình sẽ thử tính xem nha các bạn ơi. Và chỗ này thì chắc mình sẽ ốp bằng những cái block acacia thôi. Những cái block gỗ keo. Gỗ keo mình không có để trong đây à. Ủa, gỗ keo mình để đâu rồi? À đây các bạn ơi, rất là nhiều block gỗ keo mình để ở ngoài này nè. Đó. Rồi, như này nó sẽ ra được cái một cái chuồng này đó. Hợp lý rồi đã nhen. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành lên trên và xây tiếp coi. Lên trên này và xây tiếp các bạn ơi. Hôm nay thì che lại đi ha. Đó, chúng ta sẽ che cái phần này lại hết. Rồi. Và cái lớp bên đây chúng ta cũng sẽ che lại luôn nha các bạn. Rồi, hợp lý hơn rồi đó. Xịn sò con bò liền. Đây, đây. Và chỗ này mình sẽ ốp kiến thôi. Rất là bình thường thôi bạn ơi. Đó. Và chúng ta đã xong được cái phần cửa chuồng cún rồi nè. Đi vô trong, hợp lý liền. Bây giờ thì mình sẽ xây cái mặt ngoài sau nha các bạn ơi. Mặt ngoài sau thì nó cũng y chang ngoài trước thôi, chúng ta sẽ giống qua các bạn à. Và cái phần này thì chắc mình sẽ kéo như thế này đi. Ồ, kéo ra tuốt ngoài này luôn. Cái này chắc mình sẽ dùng wand để mà kéo luôn cho nó lẹ quá. Đây là một cái hàng thôi mà. Ui, khá là tốn những cái block thạch anh của tôi nha. Chuồng cho mấy em cuốn này. Ây da, xem tí là rớt xuống dưới luôn rồi. Đó, còn chỗ này thì phải kéo chay thôi. Nó có một hàng à. Đó.
ngon lành liền. Ôi chết, lộn. Chỗ này đâu phải xây như vậy đâu. Xây như vậy mới đúng nè. Chúng ta sẽ lấy những cái cầu thang cổ keo ra đi. Đó. Đó, như vậy mới đúng nè các bạn ơi. Bên này thì cũng đập ra thôi các bạn. Rồi, mình sẽ dùng luôn những cái block gỗ keo nè. Và nối lại thôi. À, ngon lành canh đào liền. Đó, giống bên kia luôn rồi đó nha. Và bên này thì mình cũng sẽ ốp luôn bằng những cái kính màu trắng nè các bạn ơi. Kính màu trắng đục thôi. Và mình sẽ kéo đi luôn nè, cho nó nhanh các bạn ạ. Đó, xong xuôi liền. Wow, quá là xịn sò luôn. Chung cuốn, siêu tí hon. À, cái phần mái ở trên bây giờ mình sẽ lên mình ốp coi. Hình như phần mái trên mình chưa ốp xong, mình mới ốp có một xíu à. Mình sẽ tạm ốp những cái cầu thang màu cam chỗ này trước đi ha. Lợp mái cho nó. Đó, lợp mái cho nó liền các bạn ơi. Mình sẽ tạm tính toán coi thử xây kiểu nào làm cho nó đẹp nha. Xây chuồng cho cuốn thôi mà rất rối quá à. Ở giữa là ba ô màu cam đúng không? Ồ, ba ô màu cam. Rồi, phần bên này là ba ô màu cam luôn. Và mình chỉ xây cái phần chính giữa là mấy cái ô màu trắng thôi. Ồ, ôi mình đã hết những cái cầu thang bằng acacia rồi hả? Chắc mình sẽ chế tạo thêm mới được. Ồ, mình có rất là nhiều gỗ acacia luôn. Nên là làm thoải mái các bạn ạ. Đó, quá chừng quá đất luôn. Ây da, rớt luôn cái ba lô của tôi rồi. Tự nhiên quăng cái ba lô của tôi ra chi vậy? Đó, và chúng ta đã xong được một phần rồi đó. À, tiếp theo thì chắc mình sẽ dùng cái cầu thang bằng thạch anh quá các bạn ạ. Giờ thì chúng ta sẽ dùng thạch anh để mà chế tạo cái cầu thang thôi. Ui, cái này mình phải chế tạo bằng tay chứ mình bấm công thức nó không được các bạn à. Rồi, mình sẽ tạo đâu đó tầm như đây là đủ rồi. Và mình sẽ lấy thêm thạch anh ra nè. Để mà chúng ta ốp cái phần mái trên này. Đó, bằng thạch anh luôn các bạn. Trên đây thì quái nó có thể xuất hiện được. Nhưng mà chắc thôi kệ đi. Vì để cho nó đẹp nên là chúng ta sẽ phải đánh đổi đó các bạn ơi. Đó, xong được một phần bên đó. Tiếp theo là phần bên này nha. Rồi, thế là đã xong cái chuồng cho mấy em cún của chúng ta rồi nè. Wow, cái phần mái được chế vải chưởng các bạn ơi. Thôi, chắc thì mình sẽ làm để cái kiểu như vậy đi ha. Rồi, và vào trong đây thì chúng ta sẽ phải lắp glowstone nè. Cho nó sáng cái chuồng này ra một xíu. Glowstone thì mình còn không nhờ. Đây, mình còn 11 cục luôn. Wow, cũng được. Hay là mình lắp một cái cục chính giữa chuồng là được rồi. Chắc một cục ở đây quá. Và một cục ngay chỗ cửa đi ha. Đó, hai cục. À, bây giờ quên, chúng ta còn phải làm cái sàn nữa. Chúng ta sẽ đào ra trước đi. Rồi tí rồi tính tiếp nha. Đó, đào cho xong trước đi nè. Chỗ này thì mình sẽ để những cái block bằng thạch anh vô trong đây đi. Đó, cho nó hợp lý một xíu. Rồi chúng ta sẽ đào phần bên trong ra đi. Và tiến hành tạo cái sàn đó các bạn ơi. Tiến hành xây sàn thôi. Nãy giờ mình mới xây cái phần cấu trúc ở bên ngoài thôi. Bây giờ mới tới cái phần bên trong nè. Sàn thì chúng ta sẽ xài một sàn gì nhờ? Sàn gỗ acacia không luôn được không ta? Để mình sẽ xài thử coi. Đó, chúng ta sẽ dùng quà để mà kéo ra đi. Wow, mình đang có khá là nhiều đồ luôn, để mình phải cất bớt mới được. Ta sẽ dùng quan để mà kéo ra cho nó lẹ các bạn ơi. Đó, xong xuôi liền. Ôi, nhìn nó sang liền các bạn ơi. Đây là chuồng cho cún nè, hấp dẫn hấp dẫn. Mình có nên trang trí gì thêm vào trong đây không ta? Thôi chắc tạm thời mình sẽ dắt mấy em cún vào trong đây là đủ rồi nha các bạn ơi. Rồi, giờ đi dắt cún đi theo thôi nè. Hấp dẫn hấp dẫn. Mình có thể cho tụi nó sinh sản được luôn nha các bạn ơi. Ồ, wow, mình đang có 4 em nè, mình thể cho nó sinh thêm mấy em nữa cũng được. Ui trời, nó sắp tối rồi.
Làm nhanh mới được các bạn ơi, cho tụi nó đi theo mình mới được nè. Đó, chạy đây, chạy đây, chạy đây. Hấp dẫn, hấp dẫn. Đó, nó chịu đi theo mình các bạn ơi. Xịn xò thiệt sự. Thôi để mình đi ngủ một phát đi. Rồi à, sáng mai chúng ta sẽ tiếp tục làm tiếp nha. Chứ không là quái nó xuất hiện nó tấn công chúng ta đó. Đâu rồi, vô đây nào mấy em cuốn. Vô đây. Đó, chúng ta đã có được 4 em cuốn rồi nè. Mình sẽ để một em ở đây, hai em ở đây. Rồi, một em chỗ này và một em đâu rồi? Đi vô đây, đi vô đây, đi đâu vậy? Vô đây. Đó, vậy mới được nữa bạn ơi. Mình có nên làm thêm một cái cửa nữa không ta? Công thức rất là đơn giản luôn. Đây, fan gate. Cửa hàng rào, đó, tạm để đây đi. Chắc để đây á, mấy cái em cuốn nó cũng không có chạy ra được đâu. Mình sẽ tạm để đó, tại vì mình sẽ cho những em cuốn nó sinh sản bằng cách cho tụi nó ăn thịt trước nè. Đó, cho nó ăn thịt với em này. Nó sẽ tạo ra thêm một em cún con đó các bạn ơi. Mình sẽ tạo thêm mấy em cún con nữa. Đó, chúng ta đã có được một em cún con rồi nè. Em này thì đã được thuần hóa. Ui, cái em này thì đã được thuần hóa rồi các bạn ơi. Khá là xịn sò luôn. Ồ, vậy là gì rất là ngon luôn. Mình sẽ cho tụi nó tạm ngồi ở đây trước đi ha. Mấy em đi ra đây nè. Ôi, em chó sói này sao nằm kẹt ở đây vậy? Đây, con này nó đã tỉnh rồi các bạn ơi. Rồi, và mình sẽ tạm cho tụi nó ngồi đó đi ha. Ok, ngon lành cành đào liền. Và cái cửa này chắc mình cũng sẽ chặt đi luôn quá. Mình cứ tưởng là mấy cái em cún con nó sẽ không có được thuần hóa. Ai về nó đã được tự động thuần hóa luôn, cũng rất là ngon rồi. Thế là chúng ta đã có được 6 em cún con rồi đó. Ngon lành canh đào luôn. Giờ thì mình sẽ làm nơi ở cho mấy em mèo thôi bạn ơi. Nãy là nơi ở cho mấy em cún rồi đó. Giờ là nơi ở cho mấy em mèo. Chắc mình cũng sẽ xây một cái tương tự như cái này quá. Chúng ta sẽ làm một cái tương tự đi ha. Nếu chuồng cho mèo nó cũng có khác gì chuồng cho cún đâu. Nó thì chen nhau à. Chuồng này người còn ở còn được các bạn ơi. Tại vì nó cao vãi chưởng luôn đó. Có cái chuồng nào mà nó cao cỡ này không? Cao thiệt sự ạ. Đây, mưa tạt xuống thì nó cũng sẽ không có ướt được. Tại vì nó được che hết bốn phía rồi đó các bạn ơi. Rất là ngon lành luôn. Đó, nó còn có nơi để mà nhìn ra bên ngoài nữa nè. Hấp dẫn, hấp dẫn. Ui, chắc mình sẽ trang trí lại cái phần mái nữa các bạn ơi. Đó. Làm kiểu như này cho nó đẹp đó các bạn ơi. Trời ơi, nhìn hấp dẫn hơn liền. Đó, nó sẽ thành một cái mái dày hơn đó các bạn à. Wow, xịn sò con bò luôn. Phía bên này cũng vậy luôn. Rồi, và đây chính là cái phần mái. Ôi, nhìn khá là dày luôn á các bạn ơi. Ồ, mái dày mới ra là mái chứ. Giờ mình sẽ tiến hành lấy gỗ bạch dương ra để mà tạo những cái chuồng cho mấy em mèo nhé các bạn ơi. Và ở đây gỗ bạch dương thì chúng ta có rất là nhiều luôn nha. Chuồng của mấy em mèo thì nó sẽ cách chuồng của mấy em cún ra 5 ô thôi. Mình sẽ dùng cái gỗ bạch dương nguyên chất này luôn để mà tạo những cái cột nha. Đó, cho nó đẹp các bạn ơi. Đó, và đây sẽ là một cây cột nè. Chúng ta sẽ giống qua cái chuồng của mấy em cún thôi để mà xây cho nó lẹ luôn đó các bạn ơi. Đó, ngon lành cành đào luôn. Và chỗ này thì chúng ta sẽ làm cho nó lẹ luôn. Chết rồi, chỗ này mình sai sai rồi. Đây, phải như vậy mới được á. Rồi, ngon chưa? Ôi hên quá mình còn 12 cái túi mực ở phía bên này. Ôi mình đang tính á, đi ra lấy túi mực nè. Để mà tạo ra cái màu màu xám đó các bạn ơi. Đây đầu tiên thì mình sẽ kết hợp để mà chúng ta sẽ có được mấy cái màu xám nè. Đây tầm 10 màu đi ha. Và mình sẽ tạo luôn. Đó những cái kính màu xám nha các bạn ơi. Chúng ta sẽ có được một stack kính màu xám đi ha. Như đây là đủ rồi. Mình sẽ tạo ra những cái glass pen cũng là màu xám luôn. Chắc vẫn là hai stack thôi bạn ơi. Hai stack là quá đủ rồi đó. Ok, mình sẽ tạm cất những cái loại kính màu khác cũng vô đi nè. Rồi, giờ chúng ta sẽ tiến hành tạo tiếp những cái chuồng thôi các bạn ơi. Và mình dùng cái cửa màu xám luôn nha. Đó. Lần này xài kính xám luôn cho nó hấp dẫn đó các bạn. Chỗ này thì mình sẽ xài những cái tấm gỗ bạch dương thôi. Vẫn là gỗ bạch dương các bạn ơi. Phía bên này là những cái cây phía này là những cái gỗ bạch dương nguyên chất nè. Đó, nó xịn sò hơn một xíu rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ giống qua luôn cho nó nhanh chỗ này.
Rồi chúng ta sẽ kéo ra thôi. Giờ làm cái phần tường cho mấy cái chuồng này thôi các bạn ơi. Cho nó nhanh nè. Cái này nó y chang với lại cái chuồng của mấy em cuốn mà. Là mình đã quen cái cách xây này rồi. Đó. Wow, hấp dẫn nha. Chỗ này một cục, bên đây một cục. Tại vì cái màu của Acacia nó đi với lại cái màu của Bạch Dương rất là hợp đúng không các bạn ơi. Ok, ngon lành luôn. Và chính giữa này vẫn sẽ là một cái cục glowstone thôi nha, để mà phát sáng cho cả cái phòng này luôn. Đó, và đây chính là chuồng cho mấy em mèo các bạn ơi. Nơi ở cho mấy em mèo. Wow, nhìn hấp dẫn nha. Rồi thì đầu tiên mình sẽ tiến hành tạo những cái kitty bed nha các bạn ơi. Công thức thì nó rất là đơn giản luôn. Đó, chúng ta sẽ cần một cái thổi sắt nè, một cái len nằm ở giữa, và chúng ta sẽ bao lại bằng những cái tấm gỗ thôi. Đó, mình sẽ ra được rất là nhiều cái kitty bed luôn. Mình sẽ tạo 6 cái một lần luôn nha các bạn ơi. Rồi thì cái món vật phẩm tiếp theo đó chính là little box. Ồ, little box thì nó sẽ cần cát hả? À, đây chính là những cái cát dành cho mấy em mèo nè, để cho tụi nó chơi được đó các bạn ơi. Mình cũng sẽ đào thêm cát nha. Đó, chúng ta sẽ đào đâu đó tầm 6 cục cát đi. 6 cục cát là đủ rồi. Rồi, và mình sẽ chế tạo luôn. Wow, công thức nó cũng rất là đơn giản luôn các bạn ơi. Đó, chúng ta chỉ quay gỗ quanh ở đây là được rồi các bạn à. Chúng ta chỉ cần một cục cát ở giữa và bao gỗ xung quanh là được rồi. Mình sẽ tạo luôn 6 cái nha. Và chúng ta đã có được 6 cái hộp nhỏ rồi các bạn ơi. Tiếp theo đó chính là wool bone. Ôi, wool bone hả? Mình chỉ cần chỉ thôi các bạn ơi. Chỉ, mình có chỉ không? Ủa, mình không có chỉ à? Ồ, để mình đi vào nhà mình kiểm tra coi mình còn chỉ không nha các bạn ơi. Ui, có thể mình sẽ bị hết chỉ rồi đó. Là được 3 cái wool bone này hả? Muốn có thêm wool bone này thì chúng ta phải đi giết thêm nhện các bạn ơi. Mấy con nhện nó sẽ cho chúng ta rất là nhiều mấy cái chỉ này luôn đó. Rồi mình sẽ tạm thời chế tạo 3 cái wool bone thôi. 3 cái quả bóng nè,
bóng len. Bác mèo nó thích chơi với cái này lắm các bạn ơi. Tiếp theo là chúng ta sẽ có được pet food. Công thức chế tạo thì từ cá sống và từ thịt. Cá sống và thịt thôi bạn ơi, rất là đơn giản luôn. Mình sẽ tạo luôn nha. Đây, cá sống và thịt heo các bạn ơi. Mình sẽ tạo luôn là... Ôi, đồ ăn cho mèo thì chắc mình sẽ tạo một stack luôn quá. Để dành luôn các bạn ơi. Sau này tụi nó đói mình còn cho ăn nữa chứ. Còn cái gì nữa không? Hình như là đã hết rồi các bạn ơi. Chúng ta có được mấy món vật phẩm nè. Đồ ăn cho mèo nè. Cái giường cho nó ngủ nè. Trái banh len để cho nó chơi. Và một cái hộp nhỏ chứa cát ở trong. Chắc cho nó đi vệ sinh với các bạn ơi. Ui, và đi chế tạo vật phẩm nãy giờ trời nó cũng đã tối rồi. À, sẵn tiện mình sẽ đi săn nhện luôn các bạn ơi. Lâu rồi chúng ta chưa đi chiến. Bây giờ mình sẽ đi kiếm mấy em nhện để mà chiến đấu luôn nha bạn ơi. Sẵn tiện lấy thêm len nữa. Cái cây cung của mình thì nó có được looting cấp độ 3 nè. Với lại cái kiếm cũng vậy luôn. Sẵn tiện thì đi kiếm nhện thôi các bạn ơi. Mình sẽ đi xa xa cái vùng này ra mới được. Đây, và trời nó đã tối rồi nè các bạn ơi. Chúng ta đã gặp được một em nhện đầu tiên. Và mình sẽ dùng cung để mà bắn nó luôn nha. Ui, bắn hụt rồi kìa. Dảnh củ tỏi với tôi nha. Không biết nó cho mình. Nó cho mình thiệt nữa bạn ơi. Chúng ta có được một cọng len rồi đó. Ngon lành cành đào luôn. Đây, có cái em Reaper. Reaper với tôi. Cho nó dảnh củ tỏi luôn. Mình rất là ghét Reaper các bạn ơi. Nó hay nổ là mình giật mình lắm. Chỗ này chúng ta có được nhện nè. Với lại zombie nữa. Skeleton nữa kìa. Đây. Tới đây. Ui, được hai cọng chỉ rồi. Wow, bọ cạp nè các bạn ơi. Wow, bọ cạp xuất hiện tại vùng sa mạc luôn. Nhưng mà bọ cạp này là bọ cạp thường thôi. Nó không có con ở trên lưng. Nên là chúng ta cũng không có thể thuần hóa được cái em này. Đây, có một con nhện nè các bạn ơi. Với lại zombie rất là nhiều ở đây luôn. Zombie với tôi. Con nhện này dữ quá vậy. Rồi, chúng ta đã có được 5 cọng chỉ rồi nè. Ui, nhiều thiệt sự các bạn ơi. Mấy em zombie này cho mình khá là nhiều kinh nghiệm luôn. Wow, cái chỗ này zombie nhiều quá vậy. Dưới kia thì mình có được mấy con dê kìa. Đây, trên đây chúng ta có được một em người khổng lồ nè các bạn ơi. Đó, mấy con golem khổng lồ là nó như vậy nè. Nó rất là phá luôn các bạn ơi. Từ để mình qua mình dứt cái em nhện bên này cái đã. Nhện với tôi. Đâu rồi, mình mới thấy cái em golem khổng lồ. Nó đâu mất tiêu rồi. Ôi. Mày nè. Sao đâu ra con nhện. Ngồi sau lưng tôi vậy. Wow, zombie nó bu chỗ này đông vãi chưởng các bạn à. Chúng ta có được một em voi. Voi châu Phi hả? Sao ở chỗ này vậy? Là mình mắc hồn. Tưởng gì to và bá luôn. Đang đêm thì zombie với lại skeleton nó khá là nhiều ha. Chúng ta còn gặp phù thủy nè. Ôi, dưới đây mình gặp nhện rất là đông luôn các bạn ơi. Quá nhiều nhện luôn. Ui, sướng vậy. Mình có phù thủy nữa. Đây mình phải cẩn thận hơn mới được. Skeleton nè. Phù thủy nè. Nó chuẩn bị bình thuốc sẵn các bạn ơi. Giờ đang dùng thuốc hồi máu nữa các bạn. Hồi máu với tôi nè. Dảnh cứu tới liền. Đó, mấy em nhện này mình sẽ ra mình xử nó thôi. Quá nhiều nhện các bạn ơi. Ui, được một đống tơ luôn. Đã vậy. Con zombie này bị ngáo à. Thôi, bây giờ mình sẽ tiến hành đi bắt mèo thôi các bạn ơi. Chúng ta đã chuẩn bị xong mấy cái em cá đã nấu chín nè. Cũng như là những cái medallion, những cái huy chương, những cái bảng tên để mà đặt tên cho mấy em mèo đó. Bây giờ mình sẽ kiếm trên map nha. Mình đã nhớ mình có lưu mấy em mèo ở quanh đây nè các bạn ơi. Đây, chỗ này chúng ta có lưu Kitty ở đây nè. Đây, một con mèo ngon lành. Ui, chỗ này cũng có thêm cáo nữa các bạn ơi. Wow, cũng khá là ngon luôn. Mình có thêm một con mèo đen nữa nè. Wow, đã. Đầu tiên thì mình sẽ cho con mèo này ăn cá trước đã. Đó. Nó đã ăn rồi các bạn ơi. Rồi, giờ tới đặt tên cho nó thôi.
Trời ơi, mình sẽ đặt lại cá bình thường thôi. Ngon lên. Mình sẽ bắt cái mèo này về nha các bạn ơi. Mình phải quăng cá ra, rồi mình sẽ đi để cho nó tới nó ăn đó các bạn ơi. Nó ăn chưa? Nó đang ăn rồi thì mình sẽ tới mình dùng cái bảng tên này mình bấm chuột phải vào là mình có thể đặt tên cho nó được rồi nha. Ngon chưa? Bắt về rồi bạn ơi. Chúng ta đã có được hai em mèo rồi. Ui, vùng ở đây thì toàn voi, sư tử nè. Có chuột nữa. Chim. À, có được một em mèo đen nè. Ngon. Đây, 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 đây. Cho nó ăn cá các bạn ơi. Mình phải né ra thì nó mới dám tới gần nó ăn các bạn ơi. Nó bị ngại. Ăn xong rồi thì tôi sẽ đặt tên luôn nha. Ủa, đây, thằng tên đó các bạn ơi. Tên là mèo thôi. À, ngon lành liền. Chúng ta đã có được 3 em mèo rồi hả? Còn 3 em nữa là mình sẽ đi về nha bạn ơi. Ở bên đây mình có được một con mèo. Oh, 2 con mèo luôn, ngon. Ui, 3 con mèo luôn, mèo quá chừng có bắt luôn nè. Đó, quăng cá để cho nó quay lại nó ăn nè. Đó, đã chịu ăn rồi. Ăn rồi thì tôi bắt về luôn nha. Cát nè, đó. Chết, quên, bắt nó về. Đây, bên này còn một em mèo khác nữa nè các bạn ơi. Ăn rồi thì tôi đặt tên luôn nha. Đừng có thoát. Ở đó mà thoát với tôi hả? Bên này cũng còn thêm một con mèo nữa các bạn ơi. Trong đây có một con nữa nè. Thôi chắc mình sẽ bắt cái con này về quá. Nhìn con này cũng khá là dễ thương nè. Wow, đây là những con mèo hoang dã đó các bạn ơi. Ui, con sư tử nó tới nó ăn cá của mình luôn, sợ vậy. Thôi đi về thôi các bạn ơi. Thế là mình đã đủ được 6 em mèo rồi đó. Đi về thôi mấy đứa ơi. Ê, mình sẽ đi về nhà thôi bạn. Đây, đi vào trong và thả mấy mèo ra thôi nè. Đó, cuối cùng cũng xong luôn rồi đó. Mình phải thả hết ra mới được. Đó, rất là nhiều mèo luôn các bạn ơi. Hấp dẫn, hấp dẫn. 6 em mèo. À, con này sao 3 chấm nè. À, chúng ta nhớ để ý những cái cảm xúc của tụi nó nha. Ui, nó 3 chấm là cái gì vậy? Con mèo nó hiển thị cái này là nó khi nó sử dụng cái liên tục bóc đó các bạn ơi. Ui, nhưng mà nãy giờ mình có cho nó liên tục bóc đâu mà nó hiển thị cái đó ta. Nó có đâu đó tầm 14 cái cảm xúc luôn các bạn ơi. Hấp dẫn thiệt sự luôn á. À, và chúng ta cũng có thể cho tụi này nó sinh con được với nhau được luôn nha các bạn. À, để mà mấy em mèo nó sinh sản á thì chúng ta sẽ cần cho nó. Ồ, cái cá này hả? Cá chín các bạn ơi. Nè, mấy cái hộp vệ sinh nè. Có gì thì đi vào trong đây chứ muốn đi ra ngoài làm gì mấy đứa. Các bạn ơi, khi mà mình bắt mấy em mèo bằng Pet Amulet á thì nó sẽ trả lại cho mình mấy cái medallion hay sao á. Và mình phải đeo lại cho tụi nó thì nó mới bình thường trở lại nha các bạn ơi. Ui, nãy giờ chi mình thấy mấy cái con mèo này nó bị ngáo ngáo. Đây, con này nó đã thèm đồ ăn rồi nè. Đó, nó đang còn đồ ăn nữa các bạn ơi. Đó, tụi này nó đã cần đồ ăn hết rồi. Ha ha, nó đã hết cái cảm xúc đi vệ sinh như nãy rồi các bạn ơi. Để mà cho mấy cái em mèo này ăn á thì mình sẽ cần những cái kitty pet nữa các bạn ơi. Và mình sẽ bỏ cái pet food vào phía trong này. Ồ, rất là khó luôn nha. Phải chăm sóc rất là kỹ càng đó các bạn ơi. Bỏ pet food ở trong này. Đó, các bạn có nghe tiếng không? Đó, mình đổ mấy cái thức ăn cho mèo trong đây nè. Rồi, mình sẽ đặt những cái giường ở đây đi ha. Ôi, hấp dẫn vậy. Đó, con mèo kia đang đi kiếm đồ ăn rồi nè. Đi ăn đi mấy đứa ơi. Mấy con này mình có thể cho nó ngồi xuống được không? Ôi, nó có thể cho nó ngồi xuống được nha các bạn ơi. À, nó có thể nằm được nè. Mình có thể cho nó nằm được luôn nha các bạn. Đó, hay nha, hay nha. Khá là xịn sò luôn. À, để bây giờ mình sẽ đi lấy sữa cho tụi nó thử nha các bạn ơi. Đây, chúng ta sẽ thấy được cái màu nó thay đổi nè. À, nếu mà có pet food thì nó sẽ khác. Và có sữa thì nó sẽ khác nữa. Rất là hay luôn các bạn ơi. Đó, cho nó sữa sẵn nè. Quay chăm sóc bọn mèo á phải rất là kỹ càng nha các bạn ơi. Không là tụi nó giận lẫy á, tụi nó cào mình đó. Đây, rồi. Thế là 6 cái giường đã đầy đủ sữa hết rồi nè. Ăn đi mấy đứa. Các bạn ơi, mấy con mèo này chúng ta có thể bấm. Chúng ta có thể bấm như thế này được nè. Khá là xịn sò luôn các bạn ơi. Đó, để chơi đùa với nó nè.
bấm chuột phải vào nó sẽ nằm xuống như thế này nè, vài cái chữ nha. Và đây nó đã thay đổi được cái biểu tượng cảm xúc khác rồi nè các bạn ơi. À đây là biểu tượng vui vẻ nè các bạn ơi. À ui, chơi với mấy mèo nó cũng rất là khó khăn chứ bộ, nuôi mèo nó không có dễ các bạn ơi, khó vài chưởng à. Rồi nói chung là con mèo nó vui vẻ là được rồi các bạn ơi. Wow, cuối cùng thì chúng ta cũng đã chinh phục được mấy cái em mèo này rồi, bắt nó về rồi mà còn phải nuôi nó, chăm sóc nó rất là kỹ các bạn ơi, không như mấy em cún của chúng ta đó, rất là dễ dàng luôn rồi, và có thể giữ nhà được nữa. Wow, mình có khá là nhiều cún luôn rồi nè. Ôi ơi, một đống luôn, giờ còn mấy em mèo nữa đó, nó vui vẻ rồi kìa. Ôi sao mình không có thể cho mấy em mèo này nó sinh nở được ta, để mình đi vô trong mình coi thử coi, teleport vô trong cho nó chắc các bạn ơi. Mình có thể cho tụi nó ăn cá nè. Đó, một con đã có trái tim rồi các bạn ơi. Đó, trái tim với nhau rồi nè. Wow, đây các bạn ơi, đó. À khi nó vui thì nó mới tiến hành sinh sản được. Đây, tụi nó đã trái tim với nhau hết rồi nè. Ngon chưa, ngon chưa. Nãy giờ mình chờ cho mấy cái em mèo này nó đẻ mà lâu vãi chưởng các bạn ơi. Nó vẫn chưa chịu đẻ luôn. Trời ơi, nó cứ nhìn ra ngoài cửa sổ ngoài này nè. Mình có nên mà khóa lại cái khu này không ta? Nó cứ lên đây nó nhìn ra ngoài hoài các bạn ơi. Ui nhìn buồn vãi chưởng hả. Mình cho nó mấy cái win ball nhưng mà nó không có chịu chơi luôn. Ồ, mình chỉ có thể cho nó ăn nè. Đó, với lại chơi với nó thôi. Và mình cho nó mấy cái em cá chín này để mà nó có trái tim với nhau á, để cho tụi nó có thể sinh sản được, nhưng mà nó không có chịu các bạn ơi. Thôi thì giờ chắc video của mình tới đây là kết thúc rồi. Tập ngày hôm nay mình đã xây xong cái chuồng cho mấy em chó sói đã được thuần hóa, với lại là mấy em mèo luôn rồi các bạn ơi. Và mèo thì nó hơi bị nhức đầu một xíu, tại vì nó có rất là nhiều cái loại vật dụng luôn đó. Thôi thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay đừng quên bỏ lại một like, đăng ký kênh và nhớ vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Nhớ để lại bình luận của các bạn ở phía bên dưới video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.